Nguyên một bộ sưu tập trúc nhật hết nha anh em. Toàn bộ tất cả là bằng trúc. Trúc thật 100% hết, kể cả ngọn luôn. Bộ sưu tập từ 1, 2, 3, 4, 5. Cây này chắc khoảng tầm 2m7 anh em, từ 2m7 đến 5m4. Còn cái bộ này là cái bộ gác cần bằng trúc nhật luôn nè. Đó, tất cả đều nguyên zin nguyên bản hết. Và túi nút mộc mạc chữ ký nghệ nhân đầy đủ hết. Nó dành cho quý chú bác mình thích, anh em mình chơi thích chơi sưu tầm hàng độc thì đây nguyên bộ. Khó kiếm gì nè. Em về là nguyên bộ đi luôn á. À, giống như cây này thì 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lóng, 86 thì 4m8 thì khoảng 4m rưỡi nè. Cây này thì 1 2 3 4 5 6 7. Cây này khoảng 3m9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 thì cây này khoảng 5m4 nè, nó thì em chưa đo thực tế thì nó dao động trong khoảng, có cây này là ngắn nhất thôi, cây này nó khoảng 2m7 thôi, còn lại là từ 3m9 4m mấy không à. Ha, nguyên một bộ như thế này nè anh em. Thế thôi, hàng mà nghệ nhân Nhật nó làm tỉ mỉ lắm nè, về anh em cứ ngầm xem. Cái này về mình lấy dầu mình lau lên một cái màu đẹp nhức nách luôn, nó tỉ mỉ đến từng từng nét luôn anh em ơi. Đó, thì anh em là muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 nha. 192025 em tên Nghiệp. Đó thì em bán nguyên hết trơn như này luôn nè anh em, nguyên bộ sưu tập hàng trúc này luôn nè là 2,5 triệu. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây và một cán vợt là 9. 9 bộ em bán giá 2,5 triệu nha. Đó, anh em liên hệ mua hàng thì vui lòng liên hệ với em.